Đây là một xe khách của nhà xe Sao Việt tuyến Hà Nội Lào Cai. Thay vì cảnh đông đúc như trước kia, thì hiện nay trên xe chỉ lác đác vài hành khách. Không có khách, lái xe bị giảm lương, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn gắn bó cùng doanh nghiệp, bởi họ biết nếu nghỉ, doanh nghiệp gần như không thể tuyển nổi lái xe. Người lái xe có thể chia sẻ cùng doanh nghiệp vận tải, thế nhưng ngân hàng thì chẳng chờ đợi ai. Khách không có, nguồn thu giảm mạnh, cứ đến kỳ doanh nghiệp lại phải bán bớt tài sản để trả nợ ngân hàng. Đều khách không phải Covid này đấy thì còn được lương được tầm 11-12 triệu. Nhưng mà ảnh hưởng cái Covid này đấy, khách thưa đấy thì không có, chỉ được tầm đấy thôi, 5 triệu. Nếu bọn em mà nghỉ đấy thì doanh nghiệp cũng không có người để mà làm. Trong đó là doanh nghiệp đấy, người ta phải đi tuyển người, người ta cũng hơi vất vả. Khách thì cũng chẳng có ấy. Cái xe cứ vào bến này xong mà khách thì không có thì được một vài người có chuyến, chẳng được người nào, nên là cứ phải cắt nốt đi. Hiện tại là do ảnh hưởng nhiều yếu tố đó mà khách kém nhiều. Kém nó giảm bao nhiêu phần trăm? Giảm tầm 6-7%. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội, chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thành Bích Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Bích Group. Theo Nghị định 10/2020 NDCP của Chính phủ, một chiếc xe khách 30 chỗ phải lắp tối thiểu 4 camera. Như vậy, việc lưu trữ, truyền dữ liệu là rất lớn. Ông Bùi Danh Liên, nguyên chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội cho rằng, dữ liệu từ camera lớn gấp nhiều lần dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và để quản lý được dữ liệu này sẽ là rất khó khăn. Đó là chưa kể doanh nghiệp lại phải tuyển thêm nhân lực để quản lý. Vì vậy, nên lùi lại thời gian để chuẩn bị cho cả hệ thống hạ tầng công nghệ, nhân lực và hành lang pháp lý, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho thiết bị camera là cần thiết. Bởi vì nó tiến tới một cái xã hội văn minh hiện đại nhằm bảo vệ lợi ích của cộng đồng, lợi ích của nhất đất nước. Nhưng ngược lại, rất nhiều ý kiến là chưa đồng tình. Chưa đồng tình có nghĩa là người ta tán thành cái chủ trương đó, ủng hộ cái chủ trương đó, nhưng mà làm vào lúc nào thì phù hợp. Hiện nay, theo thống kê, số camera phải lắp cho toàn bộ các phương tiện vận tải theo quy định vào khoảng 900.000 chiếc, mỗi camera khoảng 3 triệu đồng. Như vậy, doanh nghiệp cần chi tới 2.700 tỷ đồng cho việc lắp đặt. Chưa kể chi phí truyền dữ liệu cũng phải trả hàng tháng và nhân sự quản lý hình ảnh camera. Đây là gánh nặng rất lớn với doanh nghiệp, bởi theo thống kê, sản lượng vận tải đã giảm từ 30-40% so với trước. Ngoài ra, để khai thác hiệu quả hệ thống camera, cần sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật, tránh trường hợp doanh nghiệp đầu tư xong rồi lại không đạt theo quy định. Trong hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, những người lao động sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần những cơ chế, chính sách phù hợp hơn, giảm gánh nặng về tài chính, các đơn vị vận tải mới có thể tiếp tục tồn tại và phát triển vượt qua được khủng hoảng này.